Ghé lại đây mua một ly cà phê uống trước khi đi giao hàng này. Là một ly Starbucks à. Trước khi vô mua cà phê nó có cái bảng nó quảng cáo á, mình uống cái gì lại đây mình nói nó. Là cái lỗ này Thank you to Starbucks. What can I get for you? Hello, ma'am. Can I order three shots for pumpkin mocha? I'm sorry, you said, I'm sorry. You said three shots, 4 pumps of white mocha? Yes, 20 cup with ice. 4 pumps of white mocha. 20 cup with ice? Yes. Okay, anything else for you? That's it. Thank you. Alright, you said it was 429. Okay. À, một ly cà phê là 4 đồng 29. Mình cho thêm một đồng nữa là khoảng chừng 5 đồng 29. Đó, thì là đây cái chờ là cái chờ tới cái cửa đó anh lấy thôi. Thường bắt đi mua đồ 2 tuần tiếp lắm, tại sợ nhiều lúc họ không vui. Họ phun nước miếng trong uống chết luôn. Với lại mình cho thằng Tiến thấy nó vui không? Bắt đi thay chỗ xe em vậy. Rồi ông thay chỗ xe nó cho 20 đồng. Trời anh bu cho 6 đứa luôn, nó làm đã lắm. Làm xong rồi. Nói chung đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thấy không? Có đi đến đâu vậy cho tiền trước không à. Để thằng Tiến vui vẻ là làm cho mình đấy, nó dễ hay không? Còn mà nhiều lúc mình chờ cho sao rồi người ta đâu biết mình là ai đâu mà đi mất tiêu rồi không? Ừ, có ly cà phê thấy chưa? Thường thường nó bắt kêu cà phê á, bắt không có kêu cho nó ép háp một háp trước, tại nhiều lúc có chỗ nó pha cà phê ít mà mình giọng hát háp vô nữa đó, sửa vô nữa đó là một hồi nó lằng nhách à, nó sửa không mà uống không ngon. Bảo bắt thì mới chờ nó khi nào mà kêu ly cà phê ra xong rồi đó mình mới ép thêm nó gì đó, không gì là vẫn không bị nhiều ha. Ok, go. Hai cái ông nội này nè, ông xe vàng với lại xe trắng này nè, bóp kèn tên 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 không biết có bắn lộn mà để bắt quay phim nữa, lỡ có bắn lộn là có phim coi trời quá dịu chuyện quá. Hey, để em ăn cái coi. Good. Mở đèn. Ok, lên đường làm việc thôi. Ui da, bỏ bắt đầu ăn lên cái xong rồi tính sao ấy ha. Hôm nay bắt đi giao hàng ở là Ren cái Walmart á, cái Walmart nó hồi trước bắt có đi quay một lần thì phải, đúng rồi, nhớ có một lần. Lúc hàng mối thì thường thường về đó bác giao hai chỗ luôn, bác giao đó xong rồi bác mới chạy lên trên South Carolina, nó lên khoảng 300 mai nữa. Bác ngủ lợn đêm sáng sớm 8 giờ sáng vô giao là xong một chuyến đó. Trời ơi trời, nó kẹt cái gì kinh thế. 3 giờ, 2 giờ mấy mà kẹt gì á. Bác nhớ năm 2009 bác qua đây á, chưa kẹt dữ cái này đâu, còn vắng lắm, cho chờ lúc đó đường xá vắng lắm, chợ búa vắng tanh à. Nhiều lúc mà mình đi uống cà phê đó, mấy đứa bạn gì dắt đi uống cà phê đó, trời qua đây vô quán cà phê ngồi không ai chứ đó. Giờ thì hơi quá hớp rồi, đông dân mấy tư quan khác dọn qua rất là nhiều, nhiều lắm, thì bác biết là nhiều lắm. Cái hạ tầng cơ sở của châu trà nó còn dở lắm, mấy cái cầu đường mà đó, nếu mà so sánh với mấy tư bang khác thì chịu không nổi đâu, so sánh với lại tết xịt đồ sao chịu nổi, tết xịt nó quá hốc. Giống như mỗi tư bang nó chịu bỏ tiền nó làm đường xá không, có tư bang thì không. Giống như phi quê giao phi quê á thì phải làm cầu kiểu này, nhưng mà thằng châu trà là ít lắm, ít có cầu kiểu này lắm.
Nếu như mỗi ngã tư phi quê về giao là phải làm kiểu này hết thì đỡ. Rồi bác thấy chiếc xe dần vàng, xe nhỏ kéo cái máy dần vàng đó, xe tải nó quật khuất ở dưới nhà thấy không, dưới nè đó, cái máy bơm xi măng đó là ngày xưa bác làm cái nghề đó, bác có máy bơm luôn đó, nó đổ xi măng nó có máy bơm luôn đó. Nhìn nó nhớ nghề cũ quá trời luôn, rồi qua đây không làm được buồn quá. Ở cái nghề đó đó bắt làm tiền không á nha. Cái đầu dùng nội hú ở đâu vậy? Ôi trời, ở đây nè. Rồi đụng xe rồi. Ở trước á bắt làm cái nghề đó tiền không á. Rồi ở lúc á sống vui vẻ thoải mái lắm, đã lắm. Vậy mà đó còn chê nữa đó, thấy không? Giờ qua đây lái xe tải cực quá, mấy người nhớ là cái nghề cũ thấy là lúc thời nó bực sướng phải không, là cái gì cũng có cái duyên của nó. Cái máy đó giờ cái 100.000 cái đó, đó bắt mua khoảng 60 mấy ngàn, lâu lắm rồi giờ. Mà cái máy của bác là máy xịn, cái máy đó máy dởm, máy hiệu nó không phải là quýnh, cái máy của bác đó. Qua đây á khí hậu nó với lại nhà cửa rẻ quá đó, không ai là bỏ tiền làm phải không, không ai ra sân chơi được á. Nếu mà có người vào ra sân mà chơi ăn nhậu giống như làm party giống như ở ở Cali á, tại Cali nhà chật, mỗi lần làm tiệc tùng mà làm ngoài sân thôi mà, thì người ta mới bỏ tiền ta làm phải không, chứ còn giờ bỏ ra 20-30 ngàn làm cái sân đẹp quá trời luôn, bây giờ không có ra ngoài chơi được chứ không. Nó lại định thấy không, uổng tiền á, mà không ai làm. Nãy trình chưa chắc đụng xe rồi đó, quả nó chạy lên là đụng rồi đó. Thường á, ở ở Mỹ á, mình mà đụng xe ha, mình mà gọi 911 á là cái chiếc đầu tiên nó ra là chiếc xe cứu hỏa. Thế là không, nó ra nó trên chiếc xe cứu hỏa đó, nó đủ đồ chơi chân á, nó có y ngoại bác sĩ mà dạng như y tá đó, như cứu sơ sơ đó, đụng xe gọi là nó ra trước nhất á. Tại vì mỗi một cái bao nhiêu mai bao nhiêu cây số đó là thì sẽ có một cái trạm cứu hỏa, thì vừa đụng xe cái đụng á mình báo 911 là 911 nó báo về cái khu đó là cứu hỏa ra liền. À trong vòng chừng nếu mà lúc mà mình đụng xe mình báo á, thằng đó nó hỏi mình á là trên xe có người bị thương không, mình nói xe Z một cái á là trong vòng chưa đầy 6-7 phút nó ra tới rồi đó, là nghe tiếng còi nó hú rồi đó. Còn mình xe nô thì nó chậm lắm, Tino thì chỉ cảnh sát ra thôi chậm, mà xe Z một cái trò nó ra liền. Trời âm u quá. À, bác đang chạy ngang cái chỗ anh Long đẹp trai sửa xe nè. Dạ bác cũng xin chia sẻ cho mấy anh em lái xe tải ở cho trà luôn ha. Nếu mà anh Long anh đã dọn cái chỗ sửa xe đi chỗ khác đó nha, không còn chỗ cũ nữa nha. Có gì thì gọi anh Long hỏi, hay là gọi bác có chỉ với đường chạy vô đó nha. Cách đó cũng khoảng chừng nè, nếu mình vô xích 53 còn phải vô gì thì nó cũng giống vậy thôi à, ngay gần gần khu đó thôi à. Quẹo phải vô đường xanh đỏ, mình quẹo phải xong rồi thì chạy xuống cái dốc rồi tới Long cũ đúng không, giờ không mình quẹo phải vô luôn, vừa ngay cái xăng á xanh đỏ đó, ngay ngã tư đó quẹo phải vô luôn rồi nằm trong á, gần hơn xíu. Đây nè, vô 53 vô đây nè, để cho anh em biết đó, để Long có chỗ chỗ khác rồi, hiểu không, dễ lỡ thuê xe. Lên bắt nằm lên này, lát nó cho bắt tao mình $500, nó phạt $500 là máu không á, tốn $500 lăn xẹt á. Thường đi 285 mình chỉ được đi hai lên phải thôi, giống như Cali vậy đó, không được ra hai lên trái.
mất còn khoảng chừng 2 mai nữa là bắt sẽ bắt về 85 để đi về hướng sau á, đi về hướng hướng Montgomery đó, trên bản các nhà thấy không? Dùng lên này. Cái cầu này á là trên đầu á là sân bay á, là mới thấy máy bay nó hay chạy bộ chạy ngang cái đó đó. Đó, cái cầu nè mình đang chạy dưới sân bay của Atlanta Georgia. Đi về Việt Nam á, mà mình đi mấy sân bay á, mình đi ở Cali á, nó khỏe hơn. Georgia này đi xa hơn 5 tiếng đồng hồ nữa nè, phải bay ngang Cali nữa. Đó Việt Nam trời, Cali đi máy bay 600 bạc vé để giờ qua đây mấy ngàn vé không hết về nổi luôn rồi. Chứ bắt Việt Nam như đi chợ rồi. Bắt không còn buồn lắm mua vé bay Việt Nam. Ở thời ở Cali sướng lắm, ngồi lên đảnh tẩy nó gần lắm, giống như mình ngồi buồn phải bay về 2 tầng 3 tầng vậy đó. Ăn từng cũng được, bay gì thấy ngồi ở nhà nhậu một cái chầu nhậu không rồi đó, bắt nhậu Cali chầu nhậu không cũng 300 rồi. Để Cali nhậu quán nhiều không còn nhà đâu, ít lắm. Thì nhậu vậy thôi để mua vé bay ra Việt Nam nhậu luôn cho rồi. Cái thời đó Việt Nam tiền nó còn rẻ đại gia đình thấy không? Chứ giờ mắc quá rồi, uống gì nổi. Bia đây có 200.000 hay gì thùng ken hay gì giờ quá hớp đó, 220 hay gì giờ 500.000 trời ây da nén lên luôn rồi nữa. Mình phải chiếc xe tải đâu né cái vỏ bể dưới đường đó. Bác bắt tắp làm sao nè, từ đây chúng nói cho cỡ 45 mai 50 mai take the exit then keep left toward Columbia. Giờ tính đi Việt Nam mắc quá hả? Trời ơi, Việt Nam giờ chầu nhậu giờ đi ra cầm $100 nhậu đâu có đủ. Trời, $100 giờ có 2.5 triệu đi, cho 2.5 triệu đi. Trời làm gì? Use the left lane to keep left toward Columbus. Hai triệu rưỡi làm được cái gì? Đi An lần hãng lớn lắm á, hãng xe tải trước mặt á. Chứ có nhớ năm 2003 ở Việt Nam. Trời ơi, $100 rồi nha. 4 người lên Sài Gòn ngồi nhậu từ sáng tới chiều luôn chưa hết á. Rồi ăn quá trăng luôn. Ăn rùa nè, ăn tôm càng nè, uống ăn con rắn nữa nè. Ăn rắn không ăn nữa, gần 2kg á, ký mấy á, ký 2, ký 3 nhớ lâu quá. Trời ơi, uống bia nữa, trời đủ thứ á, mà nhậu từ hồi 10 giờ sáng mà nhậu tới 10 giờ đêm luôn à, chưa hết á. Chưa hết $100 nữa, tính tiền á, còn dư được mấy chục ngàn nữa, trời ơi. Đúng rồi, $100 có 1.6 triệu rồi. Tiền bạc giờ mất giá quá. Rồi về bắt nhớ cái kính mi Sài Gòn mà mua ở nhà uống á nó có 70.000 cái gì à. Kính mi Sài Gòn á. Cái năm đó ở dưới quê Bắc chưa có bia Heineken. Có Sài Gòn xanh thì còn đỏ. Tiger với bà. Việt Nam nhậu á, có nhậu bị Úc quen rồi. Việt Nam bông thích nó dữ không? Uống mà ép á, bông thích cái đó.
giống như ăn nhậu thì ai đô mạnh thì uống nhiều, ai đô ít thì uống ít, thấy không? Ép làm gì, em đang bắt vui với làm mẹ gì đâu, có được gì đâu. Ăn nhậu nhiều là phải hay ho gì đâu, thì bắt là thích nhậu đâu mà bắt còn phản phản đối với mấy chuyện nữa. Giống như anh ăn nhậu nhiều, anh nhậu uống được nhiều thì anh uống nhiều đi, còn tôi uống được nhiều tôi ít. Cái đô bắt đi nhậu là cũng có cửa lắm á. Ai mà muốn giết được bắt là phải cao thủ á. Mà bắt uống á, bây giờ ép ai, ai uống được nhiều á. Chứ người ta uống được chủ yếu là mình ngồi là uống để mình relax, mình thưởng thức. Mình đi làm cực khổ quá thì mình ngồi mình giải stress, phải không? Chứ đâu phải uống một hồi để có chuyện đâu. Uống hồi nó xỉn lên lắc kiếm chuyện rồi lum nó, hiểu không? Uống ổi tùm lum là không được, thấy không? Vừa vừa thôi, vừa đủ là được rồi. Uống ổi lum mất ngon. Đã bắt lọt qua được 85 rồi, bây giờ đi về hướng sau nè. Qua hướng này đỡ kẹt một xíu. Cái chỗ này muốn kẹt á là phải chờ 5 giờ chiều, 6 giờ nó mới kẹt. Là nó kẹt từ giờ có chạy không biết chứ nè. Này phải 5, 6 giờ chiều nó mới kẹt. Giờ mới 3 giờ mấy chưa kẹt đâu. Đây là exit 18 của Cho Trà nè. Thường thường bắt đi giao hàng chỗ này á, bây giờ chắc sáng không à. Sáng sớm á, 6 giờ sáng là 5 giờ phải đi, phải tới chỗ. Bữa nay bắt giao 5 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên mới giao giấc chiều á. Ở đây exit 18, như là còn 18 mai nữa là sẽ hết Cho Trà, qua thằng tiểu bang Alabama. Cái Walmart này nè là cái warehouse á, tức là cái kho bự á, không? Nhưng mà là cái chỗ bán, cho bán lẻ. Nếu như bắt chở vô cái kho bự nó mới chia ra mấy cái xe nhỏ đi lỡ bỏ mấy cái chợ nhỏ nó bán. Rồi trước bắt chạy container là lấy container bỏ vô đây nhiều lắm. Chứ là vô lấy thùng không á. Bỏ thùng hàng vô lấy thùng không ra. Hồi trước á, mười mấy năm về trước á, Walmart á, bên đồ lạnh đó nha. Chứ tại mười mấy năm trước ít hiếm ai lấy đồ khô lắm, đồ lạnh không à. Nguyên cái group của bác là đồ lạnh không. Trời ơi, lúc đó bác đi training á, ông anh training bác á, trời ơi, vô Walmart thì đâu nằm chờ nửa ngày là chuyện bình thường á. Trời má ơi, nhiều cái chỗ mà giao hàng Walmart á, nó không có cho mình ngồi trong xe, nó bắt ngồi trong phòng chờ á. Trời ơi, trời sáng sớm xuống mấy chục thằng tài xế ngồi trong văn phòng á. Trời ơi, giống á, mới làm gì nó thiệt tình. Mấy cái policy nó khó, hồi xưa khó lắm, sao là giờ dễ bớt rồi đó. Cái cục mà chặn cái bánh xe đó, không chặn là phạt bảy mấy đồng á. Giờ cái gì cũng dễ là bớt, chứ khó quá sao sống nổi. Giống như nó ỉ nó lớn á, mình cần tới nó, thấy không? Chả có giá thì tài xế cần cho nó. Đậu cho cây xăng này ngủ nè, ngủ chờ sáng sớm vô. Tối tối hay đậu đây ngủ. Rồi sáng 5, 6 giờ giao thì 5 giờ thả vô. Hôm nay giao rất chiều, tại giao xong rồi phải chạy lên trên Sapporo nữa, thêm 300 mai nữa.
cũng vắng mà được rồi. Sợ nó đông quá, xếp hàng tới giờ mà còn có nửa tiếng là tới giờ hẹn rồi. Nhiều lúc nó đông quá xếp hàng mình tới đó là nó qua giờ hẹn nó làm khó mà nó. Hồi đó bắt biển lần á, xếp hàng vô tới đó qua giờ hẹn nó đuổi đi về luôn. Trời ơi, lấy hẹn là 3 ngày á, nằm trên xe ngủ chờ 3 ngày trời á. Nằm bình dầu đổ đầy nhóc luôn á, mà xài tới hết nửa bình dầu luôn á. Ngay mùa hè đó. Không biết khi nào mới giao hàng được á, trời ơi trời. Vì đó nằm ở Dallas á, không quen ai ở bên đó chừng phải biết. Với lại không biết là khi nào giao đó, bởi nằm chờ hoài đó. Trời ơi. Chỗ này là chỗ sửa xe của họ đó. Giống như anh em nào mà đi làm cho Walmart á, tài xế nha, bận đồ á, nhìn tưởng đâu là đang đi ăn đám cưới không á, bận áo quần xanh, áo áo trắng giống như là phi công vậy đó, rồi bỏ áo trong quần, nhìn tưởng đâu giống như đi ăn đám cưới. Lấy miếng giấy rồi cái bao thơ rồi đây. Để coi cái đo số mấy đây. 329. Về vô cái thùng mình á, mình bỏ vô cái đo 329. Xong rồi lại văn phòng á nằm chờ. Khi nào nó xong nó sẽ gọi cho mình hay. Rồi mình lại mình kéo cái thùng công đi ra về. Thì mình giao hoài mình quen á. Cái nhiều lúc á mình không có giao chỗ này thường á. Nó làm mình khó chịu lắm. Lúc mình không biết chỗ nào mình mò. Đấy, cắt cái đầu xong lại văn phòng nằm chờ ngay văn phòng á. Chứ không có được đầu bị bạn nha. Mình 329 nó xa. Mua mất thùng của họ quá trời không. Chính tuốt bên hướng này luôn. Nó văn phòng là bên tay trái nhà thấy không? Mình cắt cái thùng xong là mình chạy lên bên tay phải cho mấy cái đầu nó nằm thấy không? Mình nằm y chang nó về vô đợi. Mình 329. Đây 329 ở đây nè. Đây anh chàng đẹp trai nằm đây này 329. Coi có đinh không, dứt cho cái đinh nữa, vỏ mới mới thay nữa nha. Ok, về đây đi tính sao ha. Bây giờ đi vô văn phòng mà mình đưa cái bao thơ này cho nó. Bắt vô bắt bỏ cái bao thơ cho nó xong rồi nó nói là ít nhất cần phải 4 tiếng đồng hồ nó mới xuống hàng xong. Nó khi nào có sớm thì nó gọi cho biết. Và ngoài đằng kia, hồi trước á, bắt đi vào đó thấy không biết ai đó đặt một cái bẫy dính nguyên tròn luôn á, ngoài đó đó. Bây giờ bắt chạy vào đó bắt coi rồi đấy, thử có ai đặt bẫy không nha. Ngoài đó là khu là giật đụng mấy cái thùng không á, không biết ai đặt bẫy nó dính nguyên tròn biết không? Không biết ai, không biết người ta đặt người ta ăn hay là người ta đặt để người ta bắt nó lại rồi thả chỗ khác rồi bắt không biết. Giờ bắt chạy vào đó coi thử nha, đang rảnh mà không? Đang rảnh rỗi xanh ông nổi nha. Bây giờ mình ra cái khu để thùng không. Nó dài lắm, từ đây dài nó qua tứ bên tay trái nè, để quanh qua trái cả nhà coi nha. Cái khu này là thùng không có hàng, bên đây là thùng không không á, không có hàng quá vậy. Nó dài xuống tuốt ở dưới luôn á, thùng không dưới á. Thùng húp rút này nha, thùng container màu xanh nè, bắt đầu nữa nha. Bây giờ số lượng mới coi thử ha. Mình nhà thấy container nó cột hết không đâu.
bất cứ nào hay cột á, không cột là nó phạt là má nhìn không ra luôn á. Hồi đó bắt làm thùng container nè mà nó gãy ngay chỗ này nè, bó tay luôn, không biết làm sao sửa luôn, phải gọi tụi nó xuống sửa, mình sửa đâu nổi. Dạ vừa quá này không có. Ở đây không có. Qua đây nó có nguyên cái hồ đảo hả? Cái này mà ở dưới Florida là có cái xấu á. Ở đây không có, dưới Florida có. Vậy bắt chạy lên đầu đầu kia qua bên khu vực bên bển này có không? Đây không có à. Ở cái kho này sao ra sau đây là hết hết xi măng rồi. Trời ơi. Xịn ghê quá, chắc bắt ra nó có dòng hướng này cho nó khỏe. Trời ơi xịn không à. Cái này xịn giống như cái da cũ của anh Long á. Cái lỗ nào lỗ lấy giống lỗ trâu nằm hết chứ không phải là lỗ gà. Vòng qua đây à, qua khu có xi măng chạy chạy vô khu kia lắc đi rửa xe luôn à. Bây giờ mình đi ra hướng này nè, ra hướng hướng sình không á. Đường ghê quá. Rồi. Đi có cái này là nó lúng ở đây luôn không? Hồi trước á họ không có cho đậu ở đây đâu, mà sau này chắc nhiều quá quá tải thì đậu ở đây luôn. Trời ơi xịn không à. Đi có cái nào lúng không vậy? À dạ. Thấy ghê không? Cái khu ớn không? Ổ này ổ gì? Ổ này ổ trâu nằm á. Ghê quá. Đi ra đây. Mùa này chắc cũng lạnh lạnh này, chắc họ đi họ dẹp hết rồi quá. Kệ nó lỡ đi rồi đi luôn chứ. Lỡ hứa với mộng cầm rồi. Không có đâu, cái đường này ghê quá, không có đâu. À, không nghĩ không có đâu. Thôi mộng cầm ơi, xin lỗi mộng cầm ơi. Đi chạy vô đi mộng cầm ơi. Hẹn là kiếp sau đi mộng cầm. Trời lạnh nó mới nghĩ nó dẹp hết rồi, nó không có đặt đâu. Anh em nào mà có đi giao hàng trong thứ nhất là Walmart nè, thứ hai là Target rồi đó, những cái quầy hàng lớn á, không anh em muốn mà lấy ba cái lô lót với lại lấy strap rồi đó để khỏi tốn tiền mua á, tại ở ngoài nó bán tới mười mấy hai chục đồng sợ luôn. Ở cây xăng á nó bán mắc lắm, còn ngoài bán mười mấy đồng mình không muốn tốn tiền mới là lãng nhất á, tại một xe cần tới cả chục sợi strap cho lên á. Vô đây nè, đi ra mấy cái thùng mà đằng sau lưng á, thùng không có để đó, container đó, cứ đi vòng vòng á, trội nhiều lắm. Đấy, cái thùng á mình đựng vô đó, bỏ để cần xài xài á. Xe bắt lụm lần là tới mấy chục sợ á. Lụm lần cầu bay 40 sợ á. Có nhiêu lụm hết à. Mà lụm mình lựa cái chỗ mà tăng đưa được á, cái tăng đưa, cái mà kéo kéo tăng đưa được á. Chứ còn có loại mà cầm vút không á, loại nó không có quấn đâu, đừng có lấy đó. Chứ lúc mà cần á, đi ra ngoài cây xăng bán 30 đồng một sợ á, mà bắt coi như 35 đồng luôn chứ 30 gì. Còn ở nhà mà đi vô mấy cái dealer thì nó bán cũng 20, 25. Thôi tóm lại chỗ giao hàng của Walmart chỗ này là dễ nè. Có nhiều chỗ nó tới khi mình rớt cái thùng. Có kỳ bác có làm cái cùng video ở cũng lâu rồi đó, rớt cái thùng ở ngoài đường vậy nè, rồi nó tự động nó làm nó hết luôn, mình không có được làm gì hết á. Rồi khi nào mà nó em tự xong mình tự động nó hút ra, không tự động nó kéo luôn cho mình. Đông bữa nay đông, mua món phải lúc nào cũng đông. Đậu né mấy ông đậu này ra đi cho nó yên, đậu gần mấy ông một hồi á.
ồn dữ lắm. Rồi thì lạnh đâu còn nổ máy, có nhiều ông nổ máy ổn chết luôn. Giờ mình cầm cái đèn đầu đi, một mình một ngựa đi cho nó khỏe đi, không làm phiền tới ai á. Về lận cái nữa cho nó im chuyện này. Bữa nay nóc nhà có vợ phở nè, ăn phở đi. Giờ được cho tô phở, hai tô phở nha. Đi tới ngày mai lấy hàng, đi tới lên kia giao hàng tới ngày mai luôn. Ăn phở đi. Ui da, phở là quá ngon rồi, đâu mà tìm nữa. Lấy cái lò ga ra mình nấu phở mình ăn đi. Ăn đồ nóng trên xe bất tiện lắm, nhiều lúc phải thì nấu á, có thời gian á mình mới ăn được, chứ còn không á cũng khó lòng ăn. Thôi mình ra đây. Nhớ cái xi mỹ đen hồi nãy trong kia xi chọc á, xong mày phải chờ tối nay đi không, tối nay là mày phải ngủ ở đây, mày phải ngủ tới nửa đêm á. Giờ 5 giờ cho 4 tiếng đi, tới 9 giờ thôi. 9 giờ thì giọt lên trên kia. Đấy không? 9 giờ chạy lên trên. Rửa cái xoong nó xíu. Cái nồi, cái chảo xíu rồi. Không có xài, không phải rửa sợ bụi á. Nó dính bụi vô á. Lào nó sạch thế. Ủa, chỗ này không được đâu. Nấu chỗ này lát nó cháy luôn cái mày quậy ạ. Đổ nó qua hướng bên này đi. Bỏ hướng này đi. Nấu hồi nữa. Chơi cái mày quậy luôn. Chết luôn ạ. Very good. Ăn cơm hoài với ngán á, ăn phở đỡ. Nó ăn cơm hoài ngán phở, nó là ăn không có, nó không có nói lóng nghe, nói thiệt nghe, nó thiệt tình nè. Có nhiều anh em nghe nói hồi tuổi đi phải đi ăn phở á. Mà phở ăn phải đúng không anh em? À, có cái này. Sẵn ngồi rảnh nó tâm sự anh em xíu, mấy anh em mà lái xe tải mà mới vô nghề á nghe. Bắt lúc cái đó có xin chia sẻ cái này cái kinh nghiệm, nhưng cũng như là bắt thấy mấy anh đi trước á, rồi họ bị cái trường hợp xảy ra rồi đó, giờ bắt xin chia sẻ để anh em mình né, biết không, là có chuyện gì đó né bớt đừng có ấy. Mình đi lái xe tải thuần đông á, về chuyện vợ chồng á mới tế nhị lắm, mình không nói, không có tâm sự được, nhưng mà bắt xin chia sẻ lên đây để cho anh em mình giống như rút kinh nghiệm á. Đi mấy thường thường mấy anh tài xế mới á, không biết nhiều, như tài xế cũ thì quá rành rồi. Phần lớn á, anh em đi làm xe tải á, chịu khó á, lúc đầu mình chưa có giống như là mình chưa có vào quỹ đạo, tức là mình chưa có thành thục hay gì, bắt buộc phải đi theo người khác người này kia đó, thì mình đi lâu lâu nó mới về một lần, thì cái chuyện đó bị bắt buộc không nói. Nhưng mà sau này anh em đã tự ôm xe chạy riêng rồi, tự làm nghề riêng của mình được rồi đó, là tự mỗi cái quyết định của mình được á, là bác khuyên nên đi về nhà thường xíu, nhà nhiều xíu, hiểu không? Chứ còn mà anh em mà đi mà chừng 2 tháng mà về một lần đó, là bác nói thiệt nha, những cái chuyện này là đã xảy ra rồi, nhiều lắm rồi đó nha. Là coi chừng cái bãi cỏ nhà mình hàng xóm nó qua nó cắt đó nha. Bác xin chia sẻ xíu cho anh em hiểu ha. Rất là nhiều người đã bị rồi, chứ không phải là ít đâu. Đi làm mà 2-3 tháng về một lần là bác thấy không xong. Không bao giờ được trên 2 tháng hết trơn á. Bác làm quá, từng lỗi về rồi. Từng 10 ngày lỗ về nhà này. Thấy không? Đừng bây giờ mà đi mà làm thì mình nghĩ mình cũng vậy thôi, nhưng vợ ở nhà cũng vậy thôi. Nếu mà đi hoài vô về, thấy không? Thì lỡ có thằng nào đó nó tù tiêu tí,
những người lớn tuổi thì còn đỡ một xíu, nhất là mấy đứa trẻ trẻ đó, mấy em mà trẻ trẻ mới ra nghề lái xe tải, mấy em nhỏ hơn anh rồi đó, nhỏ hơn tuổi của bác rồi đó, thì bác khuyên. Còn những anh mà lớn tuổi của bác là nhiều lúc sợ bị rồi, không chừng nó nói thiệt đó. Những lúc trẻ trẻ không chưa biết đó, chưa thấy xảy ra đó, bác xin chia sẻ tí xíu kinh nghiệm thôi nha, để mình rút kinh nghiệm để mình ráng đi làm mà về nhà. Vợ trẻ mà về chứ đi đi luôn, có chừng đi luôn á, có chừng bữa nào đi về nhà mở cửa vô thấy thằng nào ở trong nhà mình là thú quắc luôn nha. Ok, bác xin chia sẻ xíu thôi ha, nấu đồ ăn đi. Đó, thường bỏ vô bịch sẵn gì, phở gà, rồi cứ ăn nhiêu thì bứt cái này bỏ vô. Có kỳ bác nó dở đồ đi xong mà quên lấy cái này nữa, rồi bỏ mì vô ăn nó mặn quá trời mặn. Xíu nữa sôi đâu, lẹ lắm, xài lò ga nhanh. Đầu ở đây thôi đi ngủ mấy giấc luôn á, mới xong á. Mời đây gia đình ăn phở nha. Đi xe tải mà có phở ăn này còn gì bằng. Làm nó chấm nè. Nóng á, hơi nóng á. Làm miếng này đói quá. Gặp cái em Mỹ đen đó, em nó hù làm sếp nó sợ. Mới có 1 tiếng đồng hồ là xong rồi. Nó kêu là hút thùng đi, rồi lấy bill đi. Có mấy xe bên này là đậu trước bắt lâu ghê luôn rồi, chưa xong bắt xong. Cái là quá hên đó phải không? Nó tùy theo khu á, tùy theo cái điểm hấp mà nó làm á. Đây anh chàng đẹp trai đây, đây về vô đây. Nhìn cái thùng của bác là biết liền à, nó inox trước. Mình mở cho nó mua cái thang đùm lại cái trước đi, nó quên à. Okay. Coi. Nó ảnh lô như thế nào. Ôi trời má ơi. Nó còn 2 cục thôi hả? Trời thêm như mày. Chơi kì vậy? Còn 2 cục để gì rớt sao? Trời mấy anh ơi, còn 2 mấy cái tivi không anh chơi chết rồi. Trời má ơi, còn 2, 4, 6, 8 cái tivi, 12 cái tivi. Sẵn đây bác xin chia sẻ cho anh em xíu cái này luôn ha. Hồi bữa hổm thằng Tú nó bị, thằng em á, nó bị một lần Tú á. Thường thường bây giờ một cái lô mà nó bắt mình đi giao hai chỗ, tức là giao một chỗ xong rồi, thì còn một chỗ nữa là trong đây phải có cái điều ship, nó có cái bill, thấy không? Là nó phải có một cái siêu nữa. Rồi nè, đó, đúng không? Nó có cái siêu nè. Thì lúc đó mình phải kiểm cái siêu có đúng không. Thường thường mà mình mà không siêu á, qua cái chỗ stop thứ hai á nè, nó có để cho stop to thấy không, mình không siêu lại đó, qua chỗ thứ hai á nó không có thèm lấy hàng luôn á. Nó nghĩ mình chạy dọc đường mình lấy tivi không, giờ 10 cái tivi đó mình dọc đường mình lấy ra 2 cái, mình nói với nó mình không biết sao được, hay không, 3 4 3 5 6 4, 3 4 3 5 6 4, thấy không? Rồi mình bỏ vô lại. Rồi mình để đi, mình chạy ra ngoài cái cổng á, đừng có đóng cửa lại, mở cửa luôn, cứ mở y nguyên rồi đó. Rồi chạy ra cái cổng security á, mình ra tới đó rồi mình mới cho thằng security check xong rồi nói nó giờ mày siêu lại làm tao. Ok, nó siêu lại. Nếu mà kỹ nữa đó là mày kêu nó mày ký tên cho đây làm tao, mày đã siêu đây. Còn không chứ lấy cái tên không được nữa. Hỏi mày tên gì vậy, lấy tên đó mình nói là đó nó siêu hay không. Bác đi xin chia sẻ xíu nha. Mấy cái đó rất là nhỏ mà lỡ có chuyện gì á, bữa ăn Tú nó bị nó không lấy hàng luôn á, làm đã đời luôn á. Nó phiền mất công lắm không? Không có đáng mà làm mất công. Ok, chạy ra cổng đi. Vừa ôm cái ao bên tay phải nè, dịch quá dịch luôn á, dịch trời á. Nay lần nó đi hết rồi. Đó, mình tới cổng rồi mình xách cái bìu xuống cho nó như là cái siêu quá xuống cho nó siêu, phải không? Thật sự mình tự siêu cũng được á, nhưng mà mình muốn cho nó siêu á, lỡ chuyện gì mình đỡ thừa nó, phải không? Rồi lên đường thôi. Từ đây chạy đến Sao Caro khoảng 5 tiếng á, 5 tiếng, 5 rưỡi đi.
tiếng rưỡi thôi chứ mấy. Giờ này là 6:30 hả? 6:30. 1 giờ tới ạ. Trời chuyển mưa, thế nào mắc mưa. Chạy 5 tiếng rưỡi đồng hồ mới vừa vô được tới thành phố Somerville của tiểu bang South Carolina. Hên quá, vừa vô tới đây cái hãng giao hàng bên tay trái kìa. Vô tới đây bên tay phải là có cây xăng Lanche, nó đã quá trời, đủ như đây luôn. Hy vọng là có chỗ ngủ phải không? Wow, bên tay trái nó có cái dealer Kenwood đó kìa. Giờ này là 1 giờ rồi. Hy vọng sẽ có được một cái chỗ đậu im ái ngủ cho nó ngon. Ở trên đây ít cây dầu lắm, bởi kiếm chỗ đậu khó lắm. Này trời lạnh quá trời. Còn bao nhiêu độ mà lạnh quá vậy. Sao mười mấy độ, sao 3 độ. Rồi, không xong rồi. Thế cái mồi không xong rồi. Quá trời nhỏ luôn à, mà sao chỗ đó đậu. Cái này nhỏ quá, dầu quá nhỏ. Chắc chạy qua bên hãng bên kia đậu quá. Cái dầu chút xíu à. Rồi bữa nay nè, không có chỗ đậu đi ngủ. Giờ để kiếm chỗ ngủ căng à. Chỗ này cũng được, mà sáng tụi nó đậu bên phải bên trái nó không được nữa. Mà sáng tụi nó ra nó kêu mình vậy à, nó quanh đâu có dừa xe đâu. Sáng là đang ngủ ngon mà nó nắm đậu lâu vậy, dễ quê lắm không. Kiếm chỗ khác đi. Hy vọng qua cây xăng đối diện bên này có chỗ đậu. Này quá ơi là nhỏ luôn rồi, mà có chỗ đậu là mừng luôn, húm luôn á. Xăng nhỏ quá, được vài chiếc xe. Kia nó chà bá luôn, không có chỗ đậu nữa. Này chút béo mà chỗ nào đậu. Phải vô hãng thôi. Trời, có mấy cái bậc kinh à, chỗ đó mình đậu. Ở
buồn mà. Chỗ này muốn quẹo cũng khó khăn nữa, nói gì mà tao đậu. Vô hãng đi. Tới cái hãng ở đây nè. Hy vọng có chỗ đậu ngủ à. Ở nhiều lúc mấy hãng lớn quá đó, nó không có cho mình đậu ở trong hãng đó không. Hãng này bự lắm, quá trời bự. Của xem á, của cái chợ xem á, bán đồ nếu mà Costco á. Ôi ôi, chặt nước có giống luôn. Làm sao vô được không được đâu. Vô khác đi, vô khác đi, chật quá. Bắt chạy vô hãng luôn rồi, bắt hỏi nó cho chắc ăn không đây mà mấy giờ mình check in nữa thì biết cho chắc ăn. Tại vì cái thằng cái building này nó tới hai hãng lận. Mới một hãng. Mở bắt tìm cái tên xem á, mình là giao cho xem mà tìm hoài không thấy người xem. Đây đâu cho đậu ngủ đâu, chật quá mà ngủ gì. Dòng trở ra lại chạy lên kia ngủ một cái. Đó nãy có chạy ở ngoài đó đó, bắt quẹo phải, bắt quẹo trái vô đây là hãng này. Là ngày mai mình giao hàng ở hãng này nè, mình giao bên mặt bên kia đó. Là mặt nãy bắt vô á. Nhưng bắt chạy vòng hướng này, nó không cho ngủ trong đó. Bắt phải chạy vòng hướng này. Ngủ ở bên hướng này. Đây chưa cái đây có cái hãng nè, chưa có ai mướn á. Cho nên nó đang trống à, thấy không? Hãng chạy bá luôn. Nó đang trong lỏng luôn. Trời ơi, nó dài lắm, tuốt dưới kia luôn á. Bự lắm. Vậy mình đậu ngay giữa đường mình ngủ luôn chứ sao nha. Tại đây, ở đây đâu có ai đâu. Giờ này 1 giờ mấy à. Nguyên khu này chưa người nào chân á. Mình làm vua con cõi luôn á. Ớn quá hả. Nó kêu sáng 7 giờ chạy vô, mình 6 rưỡi thức rồi, 7 giờ chạy vô được rồi. Lên xe ngồi thấy cũng ớn quá trời. Ghê quá. Ờ, đi ngủ đi. Good night đại gia đình, see you tomorrow đi. 6 rưỡi thức, 7 giờ. Vô check in. Trời cũng mát mát, 63 độ. Good night đại gia đình nhé. Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Có hai pilot mà cũng kêu chắc cho nó, thật tình. Vô, ghe vô cái là xuống là rậm là xong, chắc như gì trời. 7 giờ sáng ra nhìn trời u quá mưa. Ở khu này là gần biển á, sát ở dưới mấy biển Buôn Sao Caro á. Giờ là 7 giờ rưỡi rồi. Vô check in là lúc có 7 giờ. Làm đại cho em đi xong rồi em về chứ có đâu rồi, đậu hoài có 2 pha lết à. Phút cái xong rồi. Xe bên này anh chở chip
như một xây kiếp nữa không. Vậy chứ mình xin mình ăn họ không có cho đâu nha. Như họ cho mình ăn họ sợ mình ăn bị có gì mình xu nữa, mình thương người ta đó, mình không có cho mình ăn đâu. À, xuống đó, mình thấy người ta dè xuống mình chỉ vậy nè cho nó vui không, còn không có thì lỡ có chuyện gì mất công đụng xe quẹt không. Không vô đó. À, xe thấy xe mình nhúm nhít rồi đó, nó chạy vô rồi đó. Anh da đen này anh muốn về vô cái đo 20 mấy chỗ này nè, 23 rồi mà 45 mà anh về là bị ngược chiều á, phải về lại sai không, anh kêu bác gia chỉ giùm cho anh về lại sai, anh đi vô ngược chiều rồi anh quên mở cửa rồi, mở cửa mới về, chưa mở cửa về anh sớm vô quá rồi xe. Chạy dữ người ta lan dữ đây, chạy bụi không à. Sáng sớm sung bực khí dữ à. Mình muốn chỉ cho người ta lái xe tới là về ngược chiều á, phải đứng có thấy cái kiến chiếu hậu của nó mới được. Đây là International nè, cái này nè. Anh em nhớ nha, khi mà hút thùng vô á, nhớ xuống lấy đèn pin dội vào cái con cu đó. Coi coi nó dính vô nè, nhiều lúc á nó không có dính. Chạy xuống vớt cái thùng ra đó là xong luôn á, máu không á. Ây da, kẹt tùm lum. Giờ đó, nó kẹt tùm lum. Cái ông này thì vô đây làm kẹt ông xe trắng này. Ông xe trắng này thì làm kẹt cái đầu ông xe vàng ở đằng kia. Đó. Kẹt tơ lưu dưa hết. Mình xong rồi mình cũng giọt luôn rồi nha. Chờ tụi nó mua thôi mình ra luôn. Ôi, cho em ra một cái đi trời ơi trời. Xong rồi mà chạy không được nữa. Ây da. Đổ mồ hôi với ông này luôn á. Nó vô trễ xíu nữa quá trời xe vô luôn. Có 2-3 lệch à. Đó, bắt giao hàng như là xong rồi đó, xong một chuyến rồi đó. Thank you man, bye bye. Cô làm bảo vệ, cô lớn tuổi, mà thường bảo vệ lớn tuổi mà mấy người già đó. Hôm nay xưa chạy vòng vòng. Thôi đi về nhà thôi, về chơi với vợ thôi. Bây giờ bác cũng xin end cái video đi luôn ha. Hẹn đại gia đình là video sau ha. Đại gia đình có bất cứ ý kiến gì mong đại gia đình cứ chia sẻ cho comment, chia sẻ cho bác biết. Bye bye đại gia đình, hẹn lại video sau. Bye bye and good night luôn đi.